những cô mấy cậu bên Mỹ, bên Úc và mấy anh mấy chị gửi tiền cho tiền ngoại để ngoại ăn bồi dưỡng, thì ngoại để dành cái số tiền đó để ngoại cúng cơm cho ông bà cô bác chị em ở đây với con khỏi vô hình, được về Tây Phương cực lạc thế giới cầu sinh địa tạng. Và quả thật khi mà vào đây vào ban đêm á, thì cái cảm giác khác hoàn toàn. Từ cái khung cảnh, cái không gian cho đến cái cảm giác đều khác. Mặc dù cũng là một địa điểm, chỉ có cô Nghĩa mới nhớ những cái phần mộ nằm đâu thôi, chứ như Nhân với anh Phong đi như vậy đâu có biết ở đâu có mộ đâu. Nằm lẫn trong cỏ quá nhiều rồi. Cô nghĩ rằng mỗi một người nó có cái căn riêng. Cô nghĩ rằng cô cũng có cái căn riêng để ở nghĩa trang, mà số phận của cô lại thích ở thanh tịnh với người cõi vô hình, không mít lòng ai hết. Khi mình làm xong rồi mình vô đốt nhang Phật xong rồi mình ngủ, mình thanh tịnh. Không có là mình ở thì mình muốn nhà hàng xóm thì nói qua nói lỡ mít lòng rồi cãi lộn, người này nói xấu người kia mệt lắm. Cô thích thanh tịnh. Là tất nhiên mình sống với người chết nấu cơm xong ông bà cô bác chị em ăn cơm với con rồi xong. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Tối hôm nay thì Nhân đang có mặt ở khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Và vị trí Nhân đang đứng là ở Hội Hương Tế Thanh Hóa nha cả nhà. Hội Hương Tế Thanh Hóa thì nằm gần Lò Thiêu và Văn Phòng Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Văn Phòng Nghĩa Trang với lại Lò Thiêu thì nằm ở phía bên kia. Thì hôm nay Nhân đến Hội Hương Tế Thanh Hóa để thăm lại cô Nghĩa. Thực ra thì Nhân có công việc ở gần đây vào buổi tối, và sẵn thì có một số mạnh thường quân đã phát tâm ủng hộ cho cô Nghĩa, cho nên Nhân ghé đây, Nhân trao cho cô Nghĩa luôn, và Nhân đã gọi cho cô Nghĩa trước rồi. Hồi tối thui rồi cả nhà. Bây giờ thì Nhân sẽ bước vào trong nhà hoàng gặp cô Nghĩa, trao duyên cho cô. Và cũng... Ôi trời, chó chạy mà giật cả mình cả nhà. Bây giờ thì Nhân sẽ vào bên trong nhà hoàng để gặp cô Nghĩa, trao duyên cho cô, cũng như là xem không khí của Bình Hưng Hòa về đêm sẽ ra sao nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng Nhân vào trong nha. Ở đây thì hết thấy gì rồi. Nhân đang ở bên trong Hội Hương Tế Thanh Hóa rồi cả nhà. Và không gian thì tối thui luôn. Ở trong đây không có ánh sáng nào ngoại trừ ở cái nhà hoàng nơi cô Nghĩa và gia đình đang nương nhờ hết trơn á. Chắc cô Nghĩa đang đứng đợi Nhân nè cả nhà. Cô ơi. Dạ dạ, cô ra lấy đồ vô phụ con cái nha. Trong đây tối dữ vậy cô. Cô sơn mã bắp bê. Dạ. Làm cho hoàng tất em dầm tới rồi. Dạ. Rồi còn cái này cô để con cầm cái này cho. Khoan khoan cô xịt đèn bên đây cho con cái nha. Còn bên đây có ít sữa nữa này. Rồi đi. Đi vô. Ủa cô đi ra đó luôn hả? Đi vô đây trước đi. Mình vô đây mình con gửi tiền của Mạnh Thường Quân trao duyên cho cô cái đã ha. Chiều cô Nghĩa ăn cơm chưa? Chưa, làm tới mới về mới vô nè. Hồi chiều trước khi tới con gọi cho cô á thì con nghe nói cô đang làm mộ con bé búp bê hả? Đang sơn đang đồ đó, cô nói con đó. Để làm hoàn tất cho nó xong. Dạ. Hôm qua thì xây, bữa nay thì sơn. Ủa mà bữa con thấy là màu hồng đẹp quá rồi mà còn gì nữa hả cô? Bữa nay con ra quả con coi nó khác hẳn rồi. Dạ. Nên kỳ này cô sửa lại cho nó, là cô mới để cái bản là yêu cầu cấm sửa nhà. Ủa mà đám giỗ của bé búp bê là ngày nào cô? Ngày sinh nhật của nó là ngày dằm tháng 8. Cầu sinh hậu từ hậu độ chúng sanh 136 kiếm hạ từ tí đến hệ khỏi làng cơn ngửa đạn. Bình tật như trừ tay qua những khỏi cọc sinh chính phương trời 10 phương chi Phật khôi trì chúng sanh 136 kiếp họ từ tí ra đến hệ khỏi lần trên để đạt bệnh tật tiêu trừ tẩy quan năm khỏi từ tí ra đến hệ khỏi lần trên để đạt bệnh tật tiêu trừ tập trung
cho sẵn cô cũng nhờ uống thuốc nam đó con ơi, nên giờ sẵn của cô nó đỡ ra. Dạ. Cô mới làm được chứ. Ngày nào cô cũng thắp nhang tam bảo như vậy hết hả? Trời, ngày nào sáng cô cũng thắp, kinh kệ cô mở trực tiếp luôn. Đâu có nghỉ ngày giờ nào đâu. Hồi nãy kêu ơi, em nó lau cho sạch sẽ lại cho sạch sẽ. Rồi nó mới tắt, là nó mở lại. Kinh kệ thì lúc nào cũng phải có trực tiếp. Tại vì tháng vô lan rồi. Dạ hôm nay con đến đây con thăm cô Nghĩa, tại vì đến tận đêm phiền cô một chút, tại vì con cũng có công việc gần đây nè, cái sẵn con tạt qua luôn, tại con thì cũng ở xa đó cô Nghĩa. Hôm nay con đến đây sẽ trao duyên của Mạnh Thường Quân cho cô Nghĩa để ủng hộ cô Nghĩa làm cái công việc chăm sóc những người nằm được tốt hơn. Thì ở đây con sẽ có một cái danh sách con đã ghi rồi. Thì lần này có chị Nhi ở Mỹ ủng hộ cho cô Nghĩa là 10 triệu đồng. Trong đó thì cô có chị Nhi thì có để lại mấy lời nhắn cho cô, đó là mua mấy bộ đồ cho bé búp bê, đồng thời thì cúng cô hồn tháng 7 ở Nghĩa Trang này. Đồng thời thì còn lại thì để cho cô trang trải cuộc sống. Dạ. Chị Xuân Quỳnh ở quận 3 ủng hộ 300.000. Trong đó thì có 100.000 để thắp nhang cho các mộ phần, còn 200.000 thì cho cô bồi dưỡng sức khỏe. Chị Nghi ở Úc thì ủng hộ là 1.500.000, trong đó thì 500.000 là gửi cho cô Nghĩa bồi dưỡng, 500.000 làm đám giỗ cho bé búp bê. Đó là lời nhắn của chị Nghi. Còn 500.000 còn lại thì dặn con là mua những cái đồ này cúng lúc mà con đến. Thì nãy giờ là con đi mua bông nè, rồi bánh, rồi nhang, đèn. Nhang con mua bó rất là to. Ở đây con có mua thêm một số sữa nữa. Đó, con mua đèn cầy rồi nữa đó nha cô. Quần áo giấy thì hết 400 mấy đó. Ở đây còn lại có 10 mấy ngàn. Chút con sẽ đưa cho cô cái số đó luôn. Một bạn giấu tên thì ủng hộ thêm 200.000. Bạn này tên là Na Han. Bạn này thì gửi mail, con có hỏi tên nhưng mà bạn ấy không có trả lời. Bạn ấy thì chuyển khoản cho cô là 2 triệu đồng. Dạ. Cảm ơn đó cậu. Dạ rồi, đây con sẽ trao cho cô nha. Bây giờ là... Tức là chỉ có 500 nghìn con mua những cái đồ này, thì còn lại 10 mấy ngàn đây nè, con kẹp đây nè, con cũng muốn nhớ nữa. Dạ. Đây con xin gửi cho cô toàn bộ số tiền này ha. Rồi vậy là tôi xin thay mặt cảm ơn. Dạ. Của mấy cô cậu, bây giờ cậu có thể rằng chép lại cho tôi. Dạ cô cứ lấy cái tờ đó giùm con. Tôi lấy tờ này để khi mà tôi cúng tôi cầu nguyện với bề trên cho từ ở bên Úc và bên Mỹ và cả 136 tiếng họ được dạng sự như ý, bình an, vô sự và mấy cái dịch đau bệnh sẽ tiêu tan. Tôi cũng cầu xin cho mấy cô ảnh làm ăn làm công đức để cho nhiều cái phước báo để đời con đời cháu sau này được hưởng. Nam mô Phật, cảm ơn mấy cô mấy cậu nhiều. Dạ. Cho tôi xin cái tờ giấy này nha. Dạ rồi, cô cứ lấy ra đi. Để tôi khi mình cúng mình cầu nguyện. Dạ dạ cô cứ xé để xin ra cho búp bê nó biết rằng cô nào làm đám giỗ nó và dạ, cô dạ. nào ấy. Đúng rồi. Chứ khi mà làm đám giỗ nó là dâng lên như đám sinh nhật nó đó, để tôi giữ giấy này để tôi làm tròn trách nhiệm. Dạ. Là mấy cô gỡ lại cho tôi. Chiều giờ là cô xây sửa mộ cho bé búp bê đúng không? Dạ. Rồi. Cậu ra coi đẹp lắm. Dạ. Bây giờ cậu đi lên tôi dắt cậu rồi, ra ngoài. Những cái đồ này mình có cúng ban đêm tiện không cô? Tiện hết. Dạ dạ. Tại vì tôi mới làm cho cháu mà không có sao hết. Nhưng mà con nghe làm hình như là có YouTuber đến buổi tối phiền cô quá hả cô? Đúng rồi, tôi rất là phiền. Bữa nay cậu quay luôn tôi cho tôi gửi lời cái cậu đó không biết tên gì mà cậu xuống đây tôi á tới 10 giờ mấy mà trong khi tôi đang làm vô tôi mệt. Rồi tôi tắm rửa tôi mới là thấy vô 10 giờ mấy tôi tưởng là ai, tôi mới kêu con đi ra thì con tôi nói là cậu đi thăm búp bê, con kêu dắt ra. Mà cậu thăm lâu quá tới 11 giờ cái tôi mới kêu cậu về đi. Chứ để cho công an mà đi từng là chết mình. Tại vì búp bê đang có cái dự mà cứu độ người ta khi lúc nghèo khổ hay là lúc lao động không có lao động thất nghiệp. Điều người ta lại đây cầu nguyện búp bê để có công ăn chuyện làm, mua may bán đắt. Nhưng búp bê nó độ ra mua may bán đắt nên vì đó mà tôi không muốn vào ban đêm. Ban đêm thì người ta gọi là mê tín dị đoan, cờ bạc đề đớm, tôi không thích. Nên tôi mới năn nỉ cậu nói cậu ơi, cậu thông cảm cho tôi tại vì con thông cảm cho cô ở nghĩa địa. Nếu mà con vô giờ này cô không thể tiếp con được.
Tại vì giờ này là công an đi từng, mà con mà vô công an vô tới thì nói là con thăm mã, không phải là thăm mã mà lại xin số đề, lại khổ cô nữa. Vì đó thôi, con muốn gì thì ngày mai cô bán quán cà phê cốc á, con hỏi gì cô sẽ trả lời hết. Còn bây giờ cô xin con là cho cô bình an, cho khỏi mà công an mà phiền. Vậy mà cậu lên quay cậu nói tôi đuổi, xong hồi cái lúc cậu quay cậu là người bị bút cái gì đó, cậu phải có cái lương tâm một chút. Khi người già người ta lao động, khi về người ta cũng phải muốn nghỉ mệt, mà cậu làm cái đó, cái nghề này á, là phải có thực tế lương tâm, và con người mình phải 1, 1, 2, 2, chứ đừng có nói mà khi người ta năn nỉ mình là mình không nói vô, mà khi mình nói người ta đuổi xuôi thì từ đó giờ ai đến thăm cháu tôi rất mừng, tôi rất là mừng và tôi rất là hãnh diện cháu tôi cứu người, chứ không bây giờ mà tôi dám xua đuổi ai hết. Tại mình là nghèo mà, mình đâu dám xua đuổi. Nhưng mà cái thực tế cậu này cậu nói là không đúng. Tôi xin cậu là nếu mà cậu quay đó thì cậu nên quay mấy chỗ mà người ta đi ban đêm ăn cướp ăn trộm thì cậu quay đó đúng hơn. Còn cậu, tôi xin cậu đừng bây giờ quay chỗ người lao động mà 11, 12 giờ làm phiền người ta không ngủ được. Sáng mai người ta còn muốn bán sống nữa, giống như tôi bán cà phê cốc nè. Mà 11, 12 giờ đêm giờ sáng mai làm sao tôi dậy nổi để tôi muốn bán kiếm sống qua ngày. Ví dụ như Mạnh Thường Quân cho tôi sẽ bù đắp dằm, mùng 1 tôi cúng cơm chay, giờ tôi mua đồ tôi cúng nữa, thì tiền đó đâu phải tôi sắp. Tôi chỉ lấy tiền đó để mà dâng lên Tam Bảo nhang khói để cầu nguyện chúng sanh. Đó, thì đâu phải là người ta, cái người mà cho mình đồng ngân đó, người ta cũng lao động mồ hôi nước mắt người ta ra. Thì mình phải làm sao để cho là gọi là cái tình và cái nghĩa, cái công đức trọn vẹn. À, chia sẻ với cô thì con cũng có xem được cái đoạn clip đó, con mới biết được cái câu chuyện. Và hôm đó con thấy là cô bị phiền rất là nhiều. Bởi vì 10, 11 giờ đêm tới không gọi mà sọc thẳng vô đây. Thì khi mà đăng tải cái đoạn clip đó lên đó, là bản thân những người đi làm như con, các anh em của con, và con đọc những cái bình luận của khán giả, họ đều chửi cái YouTube đó. Con biết YouTube đó nhưng mà thôi, sẽ không tiện nói ra, sẽ xích mích qua lại. Nhưng mà bản thân con thì cũng không thích cái bạn YouTube đó. Bất cứ cái gì mình cũng phải tôn trọng nhân vật của mình. Kể từ lúc con đi làm báo cho tới lúc con đi làm YouTube ở đây thì con luôn luôn đặt cái nguyên tắc đó lên hàng đầu. Thì hôm nay trước khi con đến thì cô cũng thấy con đã gọi điện cho cô. Con xin phép thử xem cô có hôm nay con có tới được không, tới giờ này có tiện hay không, đúng không cô? Đúng rồi. Thì như vậy nói cô sẽ thoải mái hơn. Dạ. Cô có nói rằng cô đang làm mã búp bê. Dạ. Là khoảng 8 giờ thì cô còn, chắc cô chắc cũng mới vô thôi. Trời, con bước vô đây á, con chạy ở ngoài kia là con cũng đã thấy rợn người rồi. Con chạy quẹo vô trong cái hội hương tế cổng của cô này nè. Tối thui à, chỉ có mỗi cái ánh sáng của cái nhà hoàng này thôi. À đúng rồi, dạ. Tại vì á, cô không dám mở đèn sáng quá con à. Dạ. Làm vậy đi, giờ lát tối con ngủ còn phải tắt hào quang nữa. Mà thấy ghê quá cô. Không có gì á, dạ. Ở đây ai cũng tu hết con à. Dạ. Người ta tu người ta độ con, có phải cậu lên không? Dạ dạ dạ, anh Phong Bụi bạn. Hôm nay thì anh Phong Bụi cũng phát tâm quen hoài, khách hoài, sẽ thắp nhang cho bé búp bê. Khách hoài. Và bây giờ thì Nhân, cô Nghĩa và anh Phong Bụi sẽ cùng ra ngoài mộ của bé búp bê để cúng những cái đồ cúng này của Mạnh Thường Quân. Đó, ta cho tiền cái làm sạch sẽ nè. Đường dạ. Đi cảm thấy sạch sẽ không? Cho cô bỏ công ra cô làm luôn. Ôi trời, tối thui à cả nhà ơi. Nè, mới sơn nó đẹp chưa? À. Thấy khác chưa? Dạ. Cái chỗ này là để búp bê với son phấn không à. Son phấn ở dưới, búp bê ở trên. Người ta dạ. Tặng đó. Cỏ này để mai mốt trồng bông cỏ. Dạ. Nếu như mà mọi người có xem clip cúng lần trước thầy Trúc Phương với tụi Nhân cúng ở đây á, thì mọi người sẽ không có thấy được cái phần này, cái phần miếu này. Hôm nay thì cái này mới làm, mới vừa làm. Đây. Mới sơn đừng coi chừng nó đụng. Đây là mộ của búp bê nha anh Phong. Còn cái mùi sơn rất là nồng luôn. Mới vô mà, cô mới dạ. Vô mà. Cô mới sơn sáng vô mà cô. Mới sơn nó thì vô nè. Dạ. Bởi vậy con nghe cái mùi nó nồng không? Bé này cũng giúp được cho rất là nhiều người rồi đó. Tức là cầu nguyện thì đều được bé phù hộ. Chẳng hạn như là thất nghiệp, không có công ăn chuyện làm và muôn bán ế thì lợi xin em nó sẽ cho mua may bán đắt. Đau bệnh, đau chân, người lớn tuổi đau chân, đau giò, lỡ em hết. Con ơi phù hộ giúp cho bà hết đau, hết này nọ. Đã thành công.
giờ lấy ra thêm dĩa để cho cúng sữa vào cho chị nha. Quại giữ giấy là khi mà làm sinh nhật của con, quại gửi lại cho con là những các cô, các cậu gửi để làm sinh nhật cho con là ngày rằm tháng 8 năm 2000, con sinh năm 2020. Và quại đã làm sinh nhật là quại sẽ gửi giấy xuống cho con là những cô, mấy cậu bên Mỹ, bên Úc và mấy anh, mấy chị gửi tiền. Đó, hiện nay quại để dành ra đây quại bù đắp. Tất nhiên là rằm vía rồi quại cúng cơm cho ông bà, cô bác, anh chị em ở đây. Cho tiền quại để quại ăn bồi dưỡng thì quại để dành cái số tiền đó để quại cúng cơm cho ông bà, cô bác, chị em ở đây với con. Khỏi vô hình, được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu sinh địa tạng. Quại chỉ được có làm vậy thôi chứ quại ra, quại không có làm gì được. Quại à, cũng theo lời của Mạnh Thường Quân thì nhờ cô cúng cô hồn tháng 7 cho tất cả các vong ở các vòng vòng đây luôn. Dạ đúng rồi. Các vị đó, trong thì cõi đó, vô hình đó là bữa đó là tôi sẽ lấy cái hồ sơ ra để tôi giái cầu sinh. Dạ. Để cho người cõi vô hình ta biết rằng có người lỡ cúng cho ông. Rồi mời mấy con, mấy cậu cúng này. Bữa nay ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020, mấy cô, mấy cậu Mạnh Thường Quân với bên Mỹ, bên Úc nữa lỡ rồi, lỡ về đồng nhân để là mua đồ cúng cho con. Thì con sống thì con khác thì linh. Bữa nay con với hai cậu này đến đây để mà thăm con, con độ cho mấy cậu khỏe mạnh, làm nhiều công đức, vạn sự như ý, thưa con. Đây là nghĩa trang với quy mô hơn 60.000 phần mộ và được cho là nghĩa trang lớn nhất ở Sài Gòn. Hiện giờ thì đang giải tỏa được khoảng hơn 25.000 phần mộ rồi. Và đây là khu vực 12 hectare. Khu đất này thì sẽ giải tỏa và sau này sẽ trở thành một công viên, trung tâm thương mại và một phần sẽ làm khu dân cư. Tương lai thì khu này rất giống với cái công viên Lê Văn Tám và công viên Lê Thị Riêng ở Sài Gòn, ở quận 3 và quận 10. Nhưng mà bình thường có nghĩa thắp ban ngày hay là ban đêm vậy? Chiều 6 giờ nếu mà cỏ mà nhiều á. Dạ. Thì làm xong rồi thì thắp vòng vòng cho mấy đứa cháu đi, thắp vòng vòng hai đứa cháu á. Bây giờ là mùa mưa này cho nên cỏ lên rất là nhiều. Chưa có làm cỏ sạch sẽ nên không dám cho cháu nó đi. Có những cái phần mộ ở đây á được đánh số theo cái hồ sơ của ban giải phóng mặt bằng của quận Bình Tân á. Thì tương lai những cái phần mộ này sẽ về cỏ và mọi người đánh số để khỏi bị nhầm lẫn. Ở đây thì cũng có hàng ngàn cái phần mộ mà mình tìm hiểu về không có người thân đến nhận. Dự kiến thì những cái phần mộ đó sẽ được giải tỏa và đưa về ngôi chùa Di Lặc ở gần đây. Chỉ có cô Nghĩa mới nhớ những cái phần mộ nằm đâu thôi, chứ như Nhân với anh Phong đi như vậy đâu có biết ở đâu có mộ đâu. Nằm lẫn trong cỏ quá nhiều rồi. Suốt làm kia cỏ nằm trên cỏ nhiều lắm. Thì tối rồi ở đây có tượng rắn rết rồi cô. Thì nói chung là rắn là phải có rồi em, mùa mưa là rắn có rồi. Có rắn rồi. Mùa mưa là rắn, rắn đột là nhiều nhất em à. Rồi thắp ở bển ra đây. Em ơi thắp giùm một cây. Dạ. Ở đợi dài dài tới đây. Tới đây là cô mới nhổ hôm qua nè. Bởi vậy mới có đường đi dọc nè. Đã mới nhổ hôm qua. Cái này mà mình lớn quá, mình lạ, dễ bước qua mộ lắm nha. Dạ. Đó đó. Bước ra sau. Đây là một vài cái mộ đã được giải. Ok.
ở đây bao nhiêu phần mộ hết? Ba cháu hả cô? Cái này tập thể đó. Bé Tí. À, bé Tí là mới đây thôi. Ở đây bà cụ là có thân nhân giàu lắm á, nhưng mà đền bù không thỏa đáng á, còn này là không ai thăm nè. Cái này là vô danh, không phải là vô danh có chủ nhưng mà không ai thăm á. Còn này là đúng là vô danh nè, không có bia nè. Đúng là cái này là không bia. Ngày xưa nó sạch đét hết trơn á, nhưng mà tại tôi ở khu này tôi biết thì tôi đắp lên. Và quả thật khi mà vào đây vào ban đêm á thì cái cảm giác khác hoàn toàn. Nhân là lần đầu tiên đến Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa vào buổi tối đúng không? Dạ đúng rồi, em đã tới đây nhiều lần rồi nhưng mà đến ban ngày không à. Từ cái khung cảnh, cái không gian cho đến cái cảm giác đều khác. Mặc dù cũng là một địa điểm. Hôm nay cỏ có vẻ nhiều hơn. Mấy 2-3 cơn mưa rồi. Chỉ cần vài cơn mưa thôi, vài đám mưa lớn thôi là cỏ đã xanh như vậy rồi. Và cô Nghĩa thì đúng rồi, đúng rồi. Mần cũng rất là cực, cô mần tay không à, mần tay với lại đốt. Nhưng mà từ sau cái vụ tai nạn hỏa hoạn hồi đợt trước thì cô cũng kỹ vậy lắm. Cỏ mai nó dính ở trên áo mình luôn nè anh. Trời ơi, cái chuyện nó sơn tịnh nè, thấy không? Trời ơi. Cô Nghĩa ơi, cô cắt tiền vô túi cầm cầm. Coi chừng rớt. Rớt không? Hay á. Mình cứ mình cúi xuống á. Đó, thấy không? Trời ơi. Thôi cái này vô phải vũ ra. Ê, nếu mà ngày mai mà làm cỏ nè, nó cũng dính vậy nè. Nhưng mà cô đã quen rồi nên cô không có ngại ngùng gì hết. Hồi dạ. Con có chừng dính về nó sót á. Dạ dạ. Nó sót mà nó ngớt rồi con nữa. Dạ. Còn đây cô quen rồi, cô làm lao động quen rồi. Ngày nào cô cũng phải uống thuốc á, cô biết không? Uống thuốc là nó đỡ tê giò, đỡ nhức mỏi. Con với Nhân thì đi rất là nhiều nghĩa địa. Thì cũng gặp rất là nhiều cô chú chuyên tự nhiên mình có duyên với cái nghề chăm sóc cái người đã mất á. Nhưng mà tất cả những ai làm cái công việc này á đều không có cái cuộc sống giàu có về vật chất. Đúng rồi. Tôi nghĩ là đó là do cái số kiếp hay là như thế nào? Không, cô nghĩ rằng mỗi một người nó có cái căn duyên. Ví dụ như ngày xưa cô buôn bán củi, cô bị đánh tư sản, cô về đây, cô nghĩ rằng cô cũng có cái căn duyên để ở Nghĩa Trang. Mà số phận của cô lại thích ở thanh tịnh với người cõi vô hình, không mất lòng ai hết. Khi mình làm xong rồi mình vô đốt nhang Phật, xong rồi mình ngủ mình thanh tịnh. Không có là mình ở thì mình mướn nhà hàng xóm mình nói qua nói lỡ mất lòng, cãi lộn, người này nói xấu người kia mệt lắm. Cô thích thanh tịnh. Là tất nhiên mình sống với người chết nấu cơm xong ông bà cô bác chị em ăn cơm với con rồi xong, cái mình coi phim tiếng mình mệt mình ngủ. Là cô thích nhất vậy thôi, chứ còn hoài ra cô không cần giàu, chỉ cần cô có sức khỏe là tốt nhất. Tại vì tuổi già rồi, bây giờ nghĩ mình nghèo mà mình vô bệnh viện nữa, tiền đâu có, đúng không? Với cô đâu có bảo hiểm gì đâu. Nên cô cầu xin là chỉ cho cô khỏe mạnh rồi cô mừng rồi. Chứ cầu xin vậy thôi. Khỏe mạnh với nhổ cỏ, làm cỏ cho ông bà cô bán cho em là cô rất là mừng thôi. Chứ không có cần cái gì hết. Cần có sức khỏe, lao động tốt là được rồi.